rồi cũng ham của lạ. Các bạn thân mến, ham của lạ dường như là một từ người ta đã gắn mác với đàn ông. Thế nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, đàn bà họ có biết ham của lạ hay không? Thật ra thì không có gì xui khiến một người vợ ở ngã vào vòng tay của kẻ khác nhanh hơn là khi họ cảm thấy bị chồng bỏ rơi. Nhưng phụ nữ ngoại tình không phải chỉ có mỗi nguyên nhân như thế mà còn rất nhiều những lý do khác nữa. Việc nhận diện cho chính xác những lý do đó là một điều rất quan trọng. Vì muốn chữa bất cứ một căn bệnh gì thì trước hết phải tìm đúng nguyên nhân của nó. Nếu như tìm sai hoặc tìm thiếu thì khó mà có thể khắc phục được tận gốc. Nhiều người từng hay ví rằng bồ là phở, còn vợ là cơm. Cơm là thứ ta ăn hàng ngày nên dễ trở nên nhàm chán. Còn phở thì thỉnh thoảng mới được ăn nên bao giờ cũng thơm ngon. Tuy nhiên thì cách so sánh này dường như từ lâu đã dành cho người đàn ông, còn đàn bà thì không phải như vậy. Vốn dĩ chúng ta không phải ai cũng là những nhà nghiên cứu tâm lý dựa trên những gì quan sát thấy hàng ngày. Nhưng tôi nghĩ rằng đã là con người thì ai mà lại không thích cái mới lạ. Việc phụ nữ họ cũng thích đàn ông lạ hơn là thích người chồng chung sống với mình hàng ngày cũng không nằm ngoài quy luật đó. Bởi vì phụ nữ thì cũng là con người. Khác với đàn ông, đa số phụ nữ ngoại tình thì thiên về động cơ tình cảm chứ không phải là tình dục. Những chuyện tình ngoài hôn nhân của họ thường bắt nguồn từ tình bạn. Mỗi ngày đều cảm thấy hợp nhau hơn một chút, thân thiết hơn một chút, chia sẻ với nhau mọi tâm tư tình cảm mỗi ngày nhiều lên một chút. Thế rồi phải lòng nhau lúc nào không biết. Trò chuyện suốt ngày ở công sở dường như chưa đủ, người về nhà còn tiếp tục lên mạng chat với nhau, có khi cả đến mấy tiếng đồng hồ, thâu đêm suốt sáng cũng không thấy chán. Hai kẻ tình nhân như nói chuyện không bao giờ biết định dừng, càng nói càng thấy cái gì cũng hợp nhau và càng trở nên thân thiết, nhớ nhung nhau hơn. Ôi sao mà anh ấy hợp với mình thế nhỉ? Ui sao mà mình không gặp anh ấy sớm hơn chồng mình nhỉ? Những buổi đi làm biến thành niềm vui khôn tả, bởi vì được gặp nhau, được ăn trưa, được uống nước cùng với nhau. Và sau đó là nếu có đi đâu thì trời mới biết. Nhưng sẽ là sai lầm nếu ai đó đem chồng mình so sánh với người tình và nghĩ rằng chồng mình đáng thất vọng bao nhiêu thì người tình lại đáng kỳ vọng bấy nhiêu. Và sẽ càng sai lầm hơn nếu bạn nghĩ giá như ly hôn với chồng và được chung sống hẳn với người tình thì tốt biết bao nhiêu. Nếu như điều đó trở thành hiện thực chứ không phải chỉ là mơ ước của bạn thì bạn sẽ nhận ra một sự thật, đó là tránh vỏ dưa thì sẽ gặp phải vỏ dừa. Bởi vì sao? Nói lắm thì rồi cũng hết chuyện. Rượu nhạt uống lắm cũng say. Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhảm là như vậy. Bạn chỉ chung sống với người tình nó độ nửa tháng sẽ thấy anh ta chẳng có chuyện gì để mà nói với mình nữa đâu. Mà anh ta cũng không chịu khó ngồi nghe bạn nói đi nói lại những câu chuyện cũ rích giống như cái thời còn chim chuột với nhau đâu. Nghĩa là anh ta cũng sẽ giống hệt như chồng bạn bây giờ, thậm chí còn tệ hơn cả như thế. Phụ nữ, người ngoại tình thường do chồng họ, nhưng cũng có những người chồng tốt mà vợ vẫn ngoại tình do cảm thấy của lạ hấp dẫn hơn. Thế nhưng tiếc rằng ở trên đời lại chẳng có cái gì lạ mãi, cứ mới mãi. Lạ rồi sẽ thành quen, mới rồi sẽ thành cũ. Chỉ có điều là đôi khi nếu như không đủ tỉnh táo thì khi mà bạn nhận ra thì điều đó đã quá muộn. Vốn dĩ đàn ông họ khó tha thứ cho vợ đi ngoại tình, bởi vì nó hình như là có một luật bất thành văn khi kết tội người phụ nữ ngoại tình, rằng thế là hết. Và chồng chỉ có cách ly hôn để không mất thể diện, không mất mặt với hàng xóm láng giềng. Bạn đừng có rơi vào cái bẫy đó. Cũng đừng vì sức ép của dư luận mà phải ly hôn khi chính bạn không muốn. Hãy thừa nhận rằng bạn có phần trách nhiệm trong việc đẩy đưa vợ đi ngoại tình. Thói quen đổ hết tội cho kẻ ngoại tình, tôi nghĩ rằng nó hơi độc đoán và hơi gia trưởng. Tại sao người vợ phải đi ngoại tình? Tại sao chúng ta lại đi ngoại tình? Thành thật mà nói thì việc đi tìm tình yêu ngoài hôn nhân bao giờ cũng liên quan đến nội bộ của cuộc hôn nhân đó trước. Cho dù có bào chữa bằng bất cứ lý do gì thì chúng ta cũng phải chấp nhận sự thật như vậy. Chúng ta tốt nhất là cũng hãy dừng việc đổ hết lỗi lên đầu người chồng hoặc người vợ, mãi tự hỏi mình thân rằng mình đã làm sai chỗ nào. Đừng có tập trung phân tích lỗi của vợ mà hãy tự trách mình rằng phụ nữ rất ít khi rời bỏ người đàn ông yêu họ. Nếu như người vợ đã rơi vào vòng tay của kẻ khác, phải chăng vì trong nhà họ không còn tình yêu nữa? Chính vì vợ chồng không còn nói chuyện với nhau, hoặc vợ vừa định nói thì bạn đã gạt đi, nên cô ấy phải đi tìm người khác để nói chuyện. Nếu như lúc này bạn thấy rằng mình vẫn không sai gì cả,
thì hãy viết và ký ngay vào đá luôn đi hôn đi. Bạn hãy nên nhớ rằng lần cuối cùng bạn có một cuộc trò chuyện thực sự, một cuộc tâm sự thật sự với vợ là khi nào? Lần cuối cùng bạn làm cô ấy cảm thấy rằng ý kiến của cô ấy quan trọng là bao giờ? Lần cuối cùng bạn thật sự quan tâm đến vợ? Lần cuối cùng bạn hỏi cô ấy, em hôm nay có mệt hay không? Lần cuối cùng bạn khen cô ấy? Lần cuối cùng bạn cảm ơn cô ấy? Lần cuối cùng có những cử chỉ âu yếm vuốt ve vợ? Lần cuối cùng tặng vợ một món quà? Hay lần cuối cùng nói với cô ấy là anh yêu em, anh cần em? Nếu những lần cuối cùng đó đều cố bóp chán nhớ mãi không ra, thì liệu rằng bạn có còn là người đàn ông mà cô ấy lựa chọn khi kết hôn năm xưa hay không? Một trong những nhu cầu rất lớn của người phụ nữ đó là trò chuyện. Nếu như đã lâu chồng không chia sẻ được với vợ, thì chính bạn đã tạo kẽ hở cho kẻ thứ ba chen vào. Thực ra chỉ có một số rất nhỏ những người phụ nữ háo hức đi tìm của lạ thôi. Hầu hết phụ nữ ngoại tình vì bị chồng bỏ bê. Nếu như bạn quyết tâm sửa chữa sai lầm, thì nhất định cuộc hôn nhân sẽ được cứu vãn. Phụ nữ đều hiểu rằng ngoại tình là mạo hiểm với chính cuộc đời họ. Đôi khi chót đâm lao thì phải theo lao, vì trở về liệu có được yên thân khi mà chồng mình không tha thứ. Cho nên câu trả lời nằm ở bạn. Dẫu biết rằng phụ nữ thời nay bình đẳng hơn và mạnh mẽ hơn, nên không còn sống lệ thuộc vào chồng. Nếu như người đàn ông ngoại tình thì họ cũng có khả năng hành động tương tự như vậy, vì họ cũng xứng đáng được yêu và xứng đáng được thỏa mãn tình dục. Họ luôn nghĩ như vậy. Chúng ta không ai khuyến khích ngoại tình, kể cả phụ nữ hay đàn ông. Nhưng ngày nay đàn ông phải đủ tỉnh táo để nhận ra khả năng đó ở vợ là cũng rất cao. Cũng như trong bóng đá, đừng để chỉ có nhăm nhăm đá vào lưới khung thành người khác mà quên rằng đối phương có thể sút thủng lưới nhà bất cứ lúc nào không hay. Chúc cho tất cả các bạn sẽ luôn đủ tỉnh táo, đủ yêu thương để có thể bảo vệ được hạnh phúc gia đình mình trước bối cảnh có quá nhiều những cạm bẫy xã hội như ngày nay. Và sau đây chúng tôi xin phép được gửi đến các bạn lời tâm sự có tựa đề Câu chuyện cho những ai đã từng là vợ chồng. Chồng chị là một kỹ sư rất giỏi. Chị yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh. Chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi tựa đầu vào vai của anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến kết hôn. Nhưng đến hôm nay, sau 2 năm làm vợ, chị bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh. Những lý do khiến chị yêu anh trước đây bỗng nhiên biến thành những lý do tạo nên sự thay đổi trong chị. Chị là một người phụ nữ nhạy cảm và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu. Chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là đứa bé gái nhỏ khao khát thèm kẹo ngọt vậy. Nhưng anh thì trái ngược lại. Anh không có sự nhạy cảm và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống. Điều này làm cho chị càng chán nản hơn nữa. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như vậy. Anh chỉ biết hỏi tại sao. Em cảm thấy rất mệt mỏi, không có một lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này cả. Anh không nói gì thêm nữa. Nhưng suốt đêm đó anh không ngủ và chìm sâu vào những ưu tư khắc khoải, với ánh đèn lập lòe của điếu thuốc ngắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên. Đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ điều gì, ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này. Còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh? Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng. Anh có thể làm gì để thay đổi quyết định của em? Ai đó đã nói rất đúng. Rất khó khăn để thay đổi tính cách của một con người. Và chị nghĩ rằng chị không thể nào thay đổi được cuộc sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời. Đây chính là câu trả lời. Nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu như em nói em muốn bông hoa ở phía trên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh có vẫn cố làm hài lòng em chứ? Anh đáp ngay. Ngày mai anh sẽ trả lời câu hỏi đó cho em. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống sau khi nghe câu trả lời của anh. Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy dòng chữ ngoạch ngoạc được dằn dưới ly sữa trên chiếc bàn gần cửa, và chị bắt đầu đọc. Em yêu, anh không thể nào hái bông hoa đó cho em được, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do mà anh không thể.
Ngay những dòng đầu tiên đã làm tan nát trái tim chị đã tiếp tục đọc. Khi em sử dụng máy tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng. Và khi em kêu lên trước màn hình có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em hồi phục lại những chương trình đã mất. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh đã phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong những lần gần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho em khi em dịu cơn đau. Khi em thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể mắc bệnh tự kỷ. Vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi những nỗi buồn. Khi em chăm chú vào màn hình máy tính, anh sợ như vậy có hại cho đôi mắt của em, nên anh đã phải để dành đôi mắt của anh khi chúng ta già. Anh sẽ có thể giúp em cắt móng tay, nhổ những sợi tóc bạc. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp. Và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em. Vì vậy, yêu em. Trừ khi em đã chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đang yêu em, thì bây giờ anh không còn bông hoa nào để hái cho em nữa, và anh sẽ chết. Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhòa đi những dòng chữ của anh. Chị đọc tiếp: "Bây giờ nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng ở đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món mà em rất thích." Chị lao đến cửa và mở bung nó ra, trông thấy anh với gương mặt lo lắng. Chị nắm chặt tay cùng với ổ bánh mì và chai sữa. Bây giờ chị biết chắc chắn rằng không có ai yêu chị như anh đã yêu, và chị quyết định quên bông hoa ở bên kia vách núi. Đó là cuộc sống và tình yêu. Khi cuộc sống trong sự đủ đầy dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, cũng như giữa cảm giác bình yên và sự buồn chán. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.